Mọi người nhìn nào. Vết phát cả đài. Hay lắc như này. Cheers mọi người, cheers. Yo 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 yo, hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Aspop đây. Hiện tại thì mình đang ở sân bay Nội Bài và chuẩn bị di chuyển tới một cái đất nước mà dưới tiêu đề mình nghĩ là mọi người đã đoán ra là ở đâu rồi. Chuyến đi này thì mình đi cùng với ba bà chị nữa, và điểm đến đầu tiên mình dẫn mọi người đi cùng đó chính là Busan. Bọn mình chuẩn bị lên máy bay rồi và hẹn gặp lại mọi người ở điểm đến nhé. See ya. Hey, mình đã tới Busan rồi đây. Hiện tại bây giờ thì nhiệt độ đang là 5 độ C. Trời đất ơi, bây giờ là gần 8 giờ sáng rồi mọi người ạ. Giờ thì đi tìm đoàn và di chuyển về khách sạn nhá. Lần này bọn mình chọn khách sạn là Connect Busan Hotel ở gần trung tâm, để tiện đi lại cho cả tất cả mọi nơi luôn. Mọi người nhìn nào. Đã lắm luôn á. Wow. Wow, cái lạnh này là thực sự là nó rất là khô. À, bây giờ đang là bình minh ở Busan. Mình sẽ chỉ cho mọi người thấy. Ok. Hey hey. Busan sunrise. Ok, vậy là cuối cùng thì bọn mình đã tới khách sạn rồi. Khách sạn của mình ở đây. Nhưng mà chưa được check in mà phải đợi đến tận 3 giờ chiều. Vậy nên là bọn mình đang tranh thủ để đi kiếm quán ăn. Đây là chị Phu. Hello Phu. Phu. Hello. Cảm nhận thế nào về Busan hả Su? Rét vách cả đài. Rét vách cả đài. Chết mẹ rồi. Cho content này lên vlog là chết mẹ được rồi. Thấy gì đẹp cả. Đây ùa hết rồi. Ok, để di chuyển từ sân bay về đến khách sạn thì bọn mình đã phải di chuyển bằng tàu trên không. Sau đó thì chuyển sang đi xe bus, mất đâu đó vào khoảng 45 đến 50 phút để về đến khách sạn. Khách sạn của mình thì được cái là nó rất là gần với cả biển và Lotte World, Lotte Mall. Okay, đây là Lotte Mall mọi người ơi. Đây là Lotte Mall. Lotte Mall, trời ơi siêu to khổng lồ. Mấy bà chị mình thì chọn món đầu tiên để mà trải nghiệm ở Hàn Quốc, ở Busan, đó là gà hầm sâm. Vâng, lúc đầu thì dự tính là đi tìm quán gà hầm sâm, nhưng mà cuối cùng là lại rẽ vào một quán nào đấy mà không ngờ tới. Quán này thì bán chuyên về canh mọi người ạ. Ừ. Rất là đông. Còn gì mọi người? Chị ăn một súp bò cay. Súp bò cay nghe ngon đấy. Súp bò cay. Canh này là canh canh bò cay đúng không? Và cho mình một bát cơm. Thế là trước khi mà ăn thì mình thấy mọi người ở đây hay lắc như này. Bát canh này thì có giá là khoảng 9.000 một bát to, bao gồm pan chan là kim chi, cho 3 loại kim chi, củ cải với cả ớt xanh. Mình có gọi thêm một cái rib dumplings nữa. Suất này thì cái dumplings này có giá là khoảng 3.000. Đây cái bill đây, mình cho người xem luôn. Thấy sao? Ngon à? Sao ở Nhật? Ngon nhưng mà hơi cay. Điểm đến đầu tiên ở Busan là bọn mình đi tham quan, đó là làng cổ Gamcheon. Đây. Hôm nay thời tiết ở Busan cực kỳ đẹp mọi người ạ. Âm 5 độ nhưng mà nắng, có gió, có cái lạnh nữa. Nhưng mà rất đã, rất đã, rất đã. Ok, theo mình nha. Bọn mình vừa mới tìm ra được một cái quán cà phê cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà nó lại có một cái rooftop nhìn được ra Busan như thế này mọi người ạ. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Trời đất ơi, nhìn này. Wow.
cái view đúng đã luôn mọi người. Ok, vậy là mình đã về đến khách sạn rồi và vừa mới check in lấy được phòng xong. Dẫn mọi người đi tham quan phòng mình xem phòng ở khách sạn tại Busan trông sẽ như thế nào nhá. Ok, phòng ở đây thì cái là nhìn rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Phòng nào như phòng nào à? Đây, có hai giường. Đây là chiếc view. Khá là ok ấy mọi người. Đây là chiếc view. Phòng rất là nhỏ nhắn, rất là nhỏ, cũng có tivi, có đầy đủ mọi thứ, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, có gương ở đây luôn. Đây là nhà vệ sinh, khá là nhỏ. Rồi, lịch trình của mình về đến đây để ngơi một xíu và tí nữa thì sẽ xuất phát đi cà phê và sau đó thì sẽ đi chợ hải sản. Sau một khoảng thời gian ở trong phòng để tĩnh dưỡng và vệ sinh thân thể thì bây giờ chúng mình đang di chuyển đến chợ hải sản to nhất của cái Busan này, Chakachi. Rất may mắn là cái khách sạn nào mình thuê ấy, nó ở rất gần trung tâm, thế nên là di chuyển cực kỳ thuận lợi, chỉ cần đi bộ thôi. Đây là khu chợ hải sản lớn nhất của Busan mọi người ạ. Nhưng mà trước đó mình có xem review thì mọi người có nói là không nên ăn những cái quán ngoài này mà nên ăn ở cái những cái nhà hàng ở trong cái tòa nhà nha. Chúng ta sẽ khám phá sau này. Wow, to thế. Điểm đến của chúng tôi hôm nay đây rồi, đến đây rồi. Wow. Nào, mở cửa đi sếp ơi. Tự động à? Wow. Đúng là một cái chợ mọi người ạ. Hải sản gọi là tứ tung, cực kỳ nhiều luôn. Cực kỳ nhiều kiosk, cực kỳ nhiều nhà. Mỗi nhà lại một kiểu. Mình không phải là một người thích ăn hải sản, thế nên là cái mùi hải sản này nữa hơi ngái một tí. Yeah, later. Cô hoàng đế, cô hoàng đế. Yeah. Wow. Wow. Hay quá ta. Con cua này bao tiền mọi người? Con này đang là 180.000 won. 180.000 won là tương đương ra là khoảng 3.4 triệu con này. Ok, và sau khi mà chọn được đồ ăn xong ấy, chọn được cái mà mình muốn xong ấy, thì mọi người sẽ lên tầng 2. Đây, sẽ vào một khu như này. Có rất nhiều thứ để mọi người có thể chọn. Cơm rang, các thứ. Và ở trên này là họ chế biến cho mình luôn cá mà mình vừa mới mua xong ở dưới. Đông quá, đông vui quá. To lắm luôn đấy mọi người. To lắm luôn đấy mọi người. Wow. Khi mà bọn mình đi ăn ở chợ hải sản xong thì mình đi bộ qua cái phố đêm này. Đây. Trông sẽ như này. Và xung quanh thì sẽ có những cái hàng ăn. Hôm nay thì mình tính là sẽ đi dạo quanh ở đây và sau đấy thì sẽ tìm quán nhậu trong cái lều màu da cam ấy mà hay ở có trong những cái phim Hàn Quốc không mọi người đó, để làm điểm tập kết cuối cùng cho ngày đầu tiên ở tại Busan. Đây là ngày thứ hai rồi và bọn mình vừa mới tới trung tâm thương mại Lotte. Bữa đầu tiên trong ngày là mình chọn ăn lẩu, nhưng mà nó khác một cái là lẩu ở đây là mỗi người một nồi lẩu, một mình một nồi lẩu luôn. Đây, nồi lẩu một người sẽ bao gồm một đĩa này, một nồi, thêm một mì. Chọn chỗ này là 11.000 mọi người ạ, cho một người.
mình đã đến biển Hyeonde, chuẩn bị đi cái chuyến tàu gì đó cách đây không xa. Nhưng mà trước khi mà book tàu thì mình sẽ ở biển chơi một xíu, ngắm hoàng hôn. Đó, hôn này. Nhìn biển Hyeonde không khác gì biển Đà Nẵng nhà mình là mấy. Hello, hello mọi người, hiện tại thì mình vừa mới tới ga tàu để chuẩn bị di chuyển từ Busan lên trên Seoul. Mọi người có thể lựa chọn là vé đi tàu nhanh hoặc là tàu chậm. Có hai loại, thì tàu nhanh sẽ chỉ mất vào khoảng 2 tiếng rưỡi để di chuyển từ Busan lên Seoul, còn tàu chậm thì sẽ rơi vào khoảng 5 tiếng. Nhưng mà mình prefer là mọi người nên sử dụng KTX tàu nhanh á. Đắt hơn gấp đôi nhưng mà được cái là thời gian nó rút ngắn lại để mình có thể di chuyển nhanh nhất có thể, để mình có thể khám phá được sớm hơn và cũng như cất được bất hành lý ở địa điểm tiếp theo. Đó, mình đang ngồi ở cái phía kia, có vẻ rất là to. Người đi lên nên ăn ở dưới trong ga tàu thì có cả Lotteria, có cả bánh ngọt, có cả Subway là về bánh mì, cũng như là một vài món nước nhưng mà thiên về đồ của Hàn Quốc. Nếu mà ai không quen thì nên ăn những đồ khô. Ga tàu của Hàn Quốc trông như kiểu cả sân bay ấy mọi người, rất là to và cực kỳ sạch sẽ. Mười điểm. Đầu tiên thì định đi một vài cái địa điểm khác nhưng mà rồi cuối cùng bắt được taxi. Ở bên này bắt taxi khá là khó mà cần phải có cái app riêng của bác, nên là mình đã đi loanh quanh và rất tình cờ là lại tìm được một quán khá là nổi tiếng mà lại ngon, ở đây rất là đông, chuyên về lòng của bên này đúng không, xuất sắc luôn á. Lòng soju hoặc là uống với cả rượu gạo nha. Combo hoàn hảo. Đang đói nè. Mình đã tới đến địa điểm đầu tiên trong tối đầu tiên ở Seoul. Muốn giới thiệu đến với cả mọi người đó là Pie & Co. Pie & Co hơi khó tìm một xíu, nhưng mà nó nằm ở trong khu Gangnam-gu. Ở đây thì có World Class Champion Minh Gui. Anh rất là đẹp trai nhưng mà rất tiếc một cái là hôm nay mình lại ở vào thứ bảy nhỉ, lặn lội đường xá xa xôi để đến gặp trai đẹp mà lại không được gặp, hơi tiếc. Thực sự là rất ok. Mọi người sẽ thấy là nếu mà đi tìm được đến đây rồi sẽ thấy là rất là worth, nghĩa là rất là xứng đáng.
cũng như quần áo để mọi người có thể chọn. Và hầu như sẽ là khoảng 100% sẽ là giày thể thao, sneaker. Đó. Mà tầm này ấy, là tầm sale rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Đến đây chọn siêu sướng. Đừng quên nha. Đây là tầng 1, tầng 1 là dành cho nam. Đó. Giày bạt ngàn. Cực kỳ nhiều luôn. Quán thịt nướng thì không có thịt nướng đâu, nhưng mà tìm thấy quán cơm bình dân Hàn Quốc. Nên là chúng ta sẽ thử đi ăn cơm bình dân Hàn Quốc, nó khác gì với cơm bình dân của Việt Nam. Giờ mình đang chờ để có chỗ cho 4 người. Theo như mình hiểu thì một suất cơm là 7.000. Và nếu mà mọi người gọi thêm một món thì sẽ cộng thêm 2.000 nữa. Thì thôi cảm giác thương. Nghĩa là một suất nữa là hầm sâm có giá vào khoảng 19.000 won cho đến 30.000 won. Cái này là xiên chả cá mọi người ạ. Ngồi đây lấy một cái cốc, xong rồi lấy ít nước chấm ở đây. Đó. Một xiên này chỉ khoảng mấy ngàn won thôi. Ăn một cái nhá, ăn một xiên thì hai xiên thôi, xong rồi đi chỗ khác để ăn tiếp cái khác nha mọi người. Nhiều mô hình quá mọi người ơi. One Piece này. Trời ơi, Son Goku. Đầy đủ hết luôn á. Trời. Naruto. Nó cái chợ đêm ở đây thích thật á. Đầu ngầm. Công nhận là view ở trên tầng ngầm đỉnh dã man luôn. Mình vừa mới tới Lotte World. Đây, mình đang ngồi trong cái quán cà phê này, Enjoy Lux. Để lấy cà phê. Trong khi đó thì mình đi tham quan cho mọi người xem không gian ở đây nhá. Và ở đây có cả thủy cung mọi người ạ. Rất là nhiều trò chơi mọi người chơi. Và luôn luôn vui tươi. Flagship thì phải. Wow, 20 timbre. Wow. Okay. À, ở đây còn có cả một cái tòa Seoul Sky. Không khác gì cái tòa Lotte ở nhà mình ấy, trên tầng 65 ấy. Mọi người có thể tham quan trên đấy. Hôm nay thì mình sẽ chỉ ở đây chơi thôi. Mình sẽ đi tham quan thủy cung hay là các cái địa điểm vui chơi khác ở trong cái môn và trong cái tower này. Vì buổi trưa nay không ăn được thịt nướng, thế nên là mình đã chuyển kế hoạch ăn thịt nướng vào tối ngày hôm nay.
xong tối ngày hôm nay ăn thịt nướng thì ngày mai sẽ đi thử ăn gà rán và uống bia. Cái tiệm gì mà cái logo trông không hiểu là logo trông kiểu gì đấy mọi người. Mọi người nhìn này, bánh á, bánh, một tiệm bánh mà làm cầu kỳ kinh khủng luôn á. Ở đây chỉ bị mỗi cái lạnh thôi, nhưng mà thời tiết cực đẹp luôn, đẹp lắm luôn á, không mưa cũng không có tuyết, chỉ lạnh dưới thôi, chỉ lạnh âm thôi. Lạnh âm hiện tại ngày hôm nay thì là âm 3 độ, ấm hơn so với ngày hôm qua. Bây giờ đến đêm không biết như nào, hôm qua thì đêm là âm 11 độ mọi người ạ. Mọi người nhìn này, trời ơi, nhìn trời này, dã man không? Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Hàn Quốc mất rồi. Rất là tiếc vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Ngày cuối cùng thì bọn mình đi chợ hải sản ở Seoul. Rất là to. Đây cái gì cũng to hết á. Mình vừa đi thử vào 10 giây. Nhưng mà mình không chịu được cái mùi tanh của hải sản nên là mình đi ra ngoài luôn. Là đứng ở ngoài này để tham quan cũng như là quay cho mọi người xem cái khu chợ hải sản nó như thế nào. Sau khi đi chợ hải sản ở Seoul xong thì mình sẽ đi thử cái thư viện. Cái thư viện mà có rất là nhiều sách mà như là hotspot cho tất cả mọi người, không chỉ là khách du lịch cũng như là khách ở các vùng khác tại Hàn Quốc tới đến đó để tham quan và check in xem. Chợ gì mà sao lại có cả máy chơi game cho mọi người này. Cái chợ này thì khác gì tòa nhà bên mình không. Ôi mùi tanh thế. Đây mọi người ạ. Đây là tầng 2 của cái chợ hải sản. Thì tầng 1 cũng y chang như vậy. Đông lắm không mọi người. Đây này. Ở Busan nó đã to 1 thì ở đây nó phải to đến 3 lần mọi người ạ. Sau khi đi chợ hải sản xong thì bọn mình có bắt tàu để đi đến một cái thư viện rất là to mà rất là nổi tiếng ở đây, nằm trong cái tòa câu X Mall này. Mọi người có thể đi tàu hoặc là đi taxi trực tiếp đến đây nhé. Cái thư viện mà mình định đi thì nó nằm ở trong này, tên là Starfield. Đây, dẫn mọi người ngay đi bây giờ nhé. Trình nó, mọi người có thể search cái này, Starfield. Lưu ý là mọi người nên đi theo cái line này. Để mình thấy là trong cái bản đồ mọi người, trong cái bản đồ người ta chỉ đi theo cái line này là dễ nhất nhé. Sau khi đi tham quan xong ở Hyundai tòa nhà tít kia thì cũng đói lắm rồi, nên là bọn mình đi tìm một quán gà rán đi uống bia ở gần xung quanh đây và tìm được một cái chỗ như này. Ok, đi vào trong thử xem nhá. Đây, bọn mình ngồi bàn đây rất đẹp, ngắm view trực tiếp ra ngoài luôn. Cheers mọi người, cheers.
Hôm nay định khám phá khu Incheon. Nhưng mà các bạn nhìn này, khu Incheon giờ nó vắng, siêu vắng luôn. Không có một ai à? Không có một ai. Vắng lắm luôn á. Nhưng mà tìm được một cái rất hay. Ở đây có đường Việt Nam nha. Vì ở Incheon không có ai, rất là vắng vẻ, nên là bọn mình đã quay lại cái khu ngày hôm qua mà bọn mình đi á, đi cái quán pub mà mình vừa chỉ cho mọi người là Thai & Co. Nhưng mà ở đây cũng không khá hơn là mấy. Mình không hiểu sao là ở khu ở đây nó lại vắng vào ngày chủ nhật và các ngày thường như thế. Không hiểu là mọi người chỉ đi chơi vào mỗi thứ 6 hay thứ 7 với sao mọi người. Mọi người nhìn này, cũng vắng như vậy luôn. Ngày hôm qua ở đây là một nơi cực kỳ đông mọi người ạ, đông lắm luôn ấy. Vậy nên là bây giờ mà lại không có ai, vắng như thế này. Ok, thôi. Vắng thì vắng nhưng mà bọn mình cũng đã tìm được một cái quán đủ nướng để vào nhậu và chuẩn bị cho đêm chung kết World Cup. Let's go. Kết thúc chuyến đi ở đây rồi. Giờ chuẩn bị ra sân bay để về lại Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Và nếu mọi người thích thì like, share và comment ở dưới để những chuyến đi tiếp theo mình sẽ tiếp tục quay những vlog tiếp theo cho mọi người xem nhé. Ok, hẹn lại mọi người ở chuyến đi và vlog tiếp theo, điểm đến tiếp theo. Hãy chờ xem điểm đến tiếp theo là gì nhé. Lúc cuối cùng mà mình về ra sân bay thì hôm nay tuyết rơi. Tuyết đang rơi này mọi người ơi, nhìn này. Tuyết đang rơi này. Tuyết rơi. Tuyết rơi. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở vlog tiếp theo nhá. Và chuyến đi sau đó. See ya, allez à plus. Bye bye.